Rồi, xin chào buổi sáng bà con cô bác. Chúc bà con mình thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui nha. Sáng nay thì mình sẽ đi vào chợ Lạc Hồng nha. Bữa nay thì mình đi vô đây mình kiếm ít rau dường nè, để về mình nấu nồi canh tập tàn. Với lại mình kiếm thêm ít hến nữa, về mình kho khô với xả ớt. Rồi giờ mời cả nhà mình cùng đi chợ luôn nha. Hiện tại bây giờ là 8 giờ sáng rồi cô chú anh chị. Mà sao thấy chợ nó vắng quá đây. Cái này là cổng trước nè, cổng trước. Nhưng mà người ta ngồi cái cổng sau nhiều, tại vì nó có nhiều ngã lắm. Rau củ quả phía đây. Còn rau vườn thì mấy cô bán ở phía đằng trước. Bên đây là mấy rau củ quả, còn phía trước là thịt cá. Mình kiếm ít hến, không biết chợ này người ta có bán hến không biết nữa. Lâu quá rồi không ăn hến kho với lại xả ớt. Thịt heo. Ồ, tới mặt đất này bà con cô bác, con bự bự cơ mà. Rồi cá, hình như cá đó là cá ngát hay cá lăng gì đấy không biết. Mà tới mặt đất bự bự không nè, của biển. Trời ơi. Ủa con cá này cá gì quên rồi chị? Cá bự bự á, à, cá chẽm. Cá chẽm, cá bóng cát nè. Trời, tép ngon quá. Không biết hến nó nằm phía nào đây. Ở chợ này lên đây bà con vắng, bán vắng quá cả nhà ơi. Thấy không có ai đi chợ, toàn là người bán không mà không có thấy người mua, không thấy người đi chợ gì hết trơn. Hồi sớm giờ mình cũng đi một vòng rồi nhưng mà không có thấy ai bán hến hết. Thôi giờ mình ra đây mình kiếm miếng rau đi. Không có hến thì chút xíu nữa mình sẽ đi chợ khác nha. Không có hến rồi. Ồ, bán mấy cái quần áo nè. Cái vì thì mình cũng hay mua mấy bộ đồ ton này cho mặc lắm. Tại vì ton nó mặc nó mát lắm bà con. Chứ nó cũng vừa túi tiền mình nữa. Hành tỏi. Ôi đồ đẹp đẹp quá, đẹp đẹp không à. Đặc sản Tây Ninh đường thốt nốt. Đó, người ta đi nguyên cái xe tải xuống đây người ta bán gì nè. Ta bán cái đặc sản Tây Ninh, bánh tráng rồi đường. Bánh tráng xây bao giòn bao ngọt nửa ký 80-80. Rau vườn đây, phía này là toàn là rau vườn không à. Bánh tráng đường sữa, bánh tráng tổ, cát nội, muối tôm cay, đặc sản. Bí đao vườn ta mới cắt luôn nè bà con. Nó còn cái phấn trắng luôn. Rau đắng đất. Rau đắng này thì mình ăn với trái có lóc thì hết sảy rồi. Thôi đấy giờ mình đi dạt một vòng lên trên kia coi. Có gì mình dòng xuống mình mua rau. Lúc trước thì bán ở dưới thì mình thấy là bà con người ta đi chợ nhiều hơn. Còn lên đây làm như nó vắng á, thành ra là với lại nó xa, thành ra là người ta cũng ít đi lắm. Nó bà con bán thấy vắng quá trời luôn. Ở đây thì mấy cô có cái đồ vườn gì thì mình cứ đem ra mình bán cái đó. Mít nè, chuối. Đây mình mua nãy chuối cho bé Minh Vy đi. Chuối, chuối sáp và chuối cao. Lấy cho con nãy chú cao nhỏ nhỏ đi cô. Rồi chụp vừa rồi nãy chú cao chụp vừa phải chụp vừa mới lấy được không? Mời đem. 15 ngàn ký lấy nãy nào kia? Dạ sao? Ôi. Mời anh qua đây mấy ký? Rồi lấy cho con nãy này đi. 15 ngàn ký chùm chuột á. Rồi. 10 ngàn nãy chuối. Đây mình chỉ mới mua được nãy chuối à. Cái Vi thì thích ăn chuối cao lắm, mua chiều về bển cho Vi nó ăn. Đây rau tập tàn nè. Tập tàn là nhiều cái loại rau. Mướp. Rau má dường. Rau muống đồng. Cũng mới dạo một vòng xong rồi. Ở đây mình thấy cô này có tập tàn ngon quá, để mua mớ đi.
Cô lấy cho con 5 ngàn tập tàng đi cô. Mua thêm cái mướp nữa. Dạ 5 ngàn. Mướp nhỏ nhỏ không? Mướp non non không? Có mướp nấu chung vô cái nó thơm. Chứ cho con 2 trái mướp luôn. Năm 7 là 12. Đây đồ bộ là đúng gu của mình luôn nè. Đồ bộ ton, hai mẹ con là đều mặc ton hết luôn nè. Hết, bộ nào cũng đẹp hết. Rồi bây giờ ra thì không có hến rồi. Giờ để mình hoành ra mình xuống chợ phường 2, phường 3 gì đó mình kiếm hến. Như một bịch chị. Hả? Này thì 50, này thì 25. Bịch nhỏ này 25 ha. Đúng rồi. Vậy mua có 25 ngàn. 25 ngàn hả? Rồi. Bỏ này. Cái này ngọt dữ không chị? Ngọt lắm. Bao ngọt luôn phải không? Đúng rồi. Thôi bắt đầu mà ngon ta. Miền Bắc. Miền Bắc hả? Miền Bắc này mua đây hả? Miền Bắc đi đây. Để con ra trời. Hả? Cái nghe giọng mà. Sao có giả giọng thì miền Bắc mình biết rồi nhưng mà không lẽ từ bên kia em vô. Đúng rồi. Để cô. Đúng rồi. Mình mua ít khóm này về cái mình chút xíu nữa mình ăn tráng miệng. Rồi ok. Cái này là tôm thái. Tôm thái hả? Đúng rồi. Ồ, phía bên đây có cái cây lồng đèn đẹp quá chừng nè mà con cô bác. Cái cây này thì nó nở quanh năm luôn. Nhưng mà có một cái là quét hơi cực nha. Bây giờ mình sẽ đi chạy xuống chợ Bến Lở để mình mua ít hến. Rồi thì nãy ghé chợ Bến Lở thì cũng không có bán hến luôn. Bây giờ mình sẽ đi vô cái chợ đường Hàng Sắt nè, Hàng Chuối gì đó. Chợ này thì bà con người ta cũng bán rau dừa nhiều dữ lắm. Giờ mình đi đảo một vòng đi. Đó, toàn là đồ dừa không à. Một gà ta nữa nè. Thợ lương bỏ vô bịch. Dạ. Khô cá sặc. Cá sặc bướm này mình chiên giòn lên, mình chấm mắm me ngon lắm nè bà con. Còn đó là sặc gần. Ở trong là khô cá dứa. Cá biển, trời ơi, nguyên có cá thù bự chảng luôn. Wow, ở đây anh này có bán hến này nè. Hến này nhiêu nửa ký vậy anh? Hến nhiêu nửa ký? Con cho em nửa ký đi. Cái này ốc gạo á hả? Rồi ốc gạo người ta luộc, người ta cũng để sẵn nè bà con cô bác. Này chỉ việc về là kho khô thôi. Khỏi cần làm gì hết. Hến bự này thì người ta bán 120 một ký. Mua nửa ký về mình kho ít, còn ít mình nấu canh được rồi. Hến này nhầm bữa, nhiều khi bữa muốn ăn đi vòng vòng kiếm không có. Mà cái bữa nào mà mình không ăn cái gặp hoài à. Rồi bây giờ mua hến xong rồi, bây giờ mình sẽ đi về thôi. Về thì mình cũng dạo vòng cho bà con coi nha. Rồi mấy cái thịt sườn sườn sụn nè. Sườn sụn này thì mình nấu hủ tiếu ăn rất là ngon luôn nè. Đây thì bán cá tép xong. Tôm càng xanh bự bự không à. Hồi xưa có cái chỗ này nè, cái khu này là có một cái bà lớn lớn á, mà bà bán bánh rong rang rất là ngon. Nhưng mà chắc giờ bà lớn tuổi rồi không biết bà còn không nữa. Bán bánh bông lan khóm á bà con cô bác mà ngon dữ lắm. Cái hương vị đó giờ chắc tìm không ra đâu. À, bây giờ để mình mua thêm 10.000 mỡ nữa. Để chút nữa về mình kho xả cho nó ngon. Lấy cho con 10.000 mỡ đi cô. Kho này có tép mỡ nó mới ngon. Bán với xù đầu luôn hả chị? Rồi cảm ơn chị. Ít đồng, cá đồng. Cô này có cái gánh bánh mì chay ở đây rất là ngon nè. Xôi chè. Cô cho con một ly sữa đá với một ly sữa nóng. Không có ly, cô bỏ bịch đó. Không có ly hả? Dạ bịch cũng được. Dạ một ly đá, một ly nóng cho con.
Sao mình không bán ly cho nó gọn cô? Dạ bán bịch hồi nào giờ ha. Sữa đâu lành, nóng lạnh. Mùa nóng nóng này chắc mình bán sữa được hả cô? Nóng không bán nè con. Dạ. Để đường luôn phải không? Dạ đường cho con luôn. Rồi còn một bịch nóng nữa. Nóng đổ thôi rồi nha. Dạ, uống cho sức khỏe học luôn. Con mới đi chợ về. Dạ. Dì dưỡng khỏe không? Khỏe. Khỏe. Khỏe hả? Rồi giờ ở nhà nuôi gì năm vậy đó hả? Năm bệnh tai biến rồi. Ờ. Rồi giờ nhà đưa đứa con gái hàng tháng đi làm về nuôi. À đúng rồi. À, thằng gái đó. Hồi đó phải hai trai đỡ ha. Cái trai đỡ ha thì còn cái bột đưa. Con gái tên gì dì năm biết không? Dì Trang tên thì không biết. Rồi rồi. Không biết tên ai trơn. Chị nhớ gì không? Còn con gái cô không biết luôn nữa hả? Tên con thằng thì nó còn kỳ thì biết. Còn con thì biết. Chứ nó tên không biết. Không biết nó tên con kỳ nó biết. Không biết tên, không biết tên gì. Biết con gái con trai kia thôi chứ. Con cháu mà không biết nữa. Con biết không? Không. Biết luôn. Con này cũng tên gì cũng biết luôn. Rồi chào con cô bác. Thằng chồng cũng không biết luôn. Thằng chồng cũng không biết luôn. Không. Vợ vậy. Không biết. Không, chồng chồng mà cũng không biết luôn á nha. Không biết đâu mà ngoại bà, ngoại bà cốt á, hồi đó cũng không biết luôn đó. Không biết luôn. Không biết luôn mà cốt luôn. Bà khi đang khi thì nhớ thì không. Rồi giờ gì năm thì có uống thuốc hay là chăm cứu gì không Dương Năm? Ngưng uống thuốc bệnh viện. Rồi đang uống thuốc bệnh viện uống dưới chuột thiện á. Dạ. Thời gian cái ngưng cái giờ khám bệnh thuốc bệnh viện. Rồi chăm cứu rồi ngưng rồi đi rồi ngưng đi vậy chứ không có mà đi thường. À, ngày xưa thì đi thường phải không? Xưa đi thường được, xưa bệnh đi dữ à, đi cả năm trời á. Dạ. Đi năm à. Rồi cái ngưng. Năm trời ngưng. Ngưng cái... Mà con thấy như là đi châm cứu hay đi ấy này kia rồi về nó cũng vậy hay ta, sao nó cũng không có tiến triển nhiều hết như năm ha? Nó bị liệt đường răng á, tức là nó liệt bên phải hả? Phải. Yeah. Tức là coi như là không có, nó coi như mày gớt cái giò thì mày chạy cho gớt cái giò cái đùn cũng không biết không biết. Ồ. Hay gì đó tôi đây đặt con. Giờ cậu hai tổng cũng vậy. Y chang luôn ha. Bởi vì chạy xe mà lơ mơ cái bô á. Dạ. Là mình phải chở bả phải coi cái những giò bả rớt xuống cái bô là nó phỏng. Không biết. Ừ. Không biết là nó cảm giác là rớt hay gì không biết, không biết rồi vậy. Dạ. Khổ vậy. Rồi cũng rồi cái rồi giờ gì này gì năm giờ cũng tiêu tiểu này kia ăn uống bình thường không gì năm? Thì cũng khi ăn được, khi không, khi thì ăn được, khi ngủ được hay không, rồi khi đi toilet thì đi mình. Đi được. Toilet thì đi được hả? Toilet thì đi trong nhà ở nhà. Rồi cũng ăn uống này kia cũng bình thường ha. Ừ. Rồi thôi hỏi thăm vài câu thôi. Nay xuống đây có quà cho dì Năm nè. Dạ mừng quá dạ. Hôm nay có chị Đỗ Thùy Duyên ở bên Úc. À. Có gửi cho dì Năm 1 triệu nè. À. Con thay mặt chị Đỗ Thùy Duyên gửi cho dì Năm 1 triệu. Dì Năm cảm ơn chị Đỗ Thùy Duyên đi. Dạ cảm ơn. Mấy cô chờ tôi chờ có tiền cảm ơn các cô chờ không biết tên gì. Cảm ơn cô. Chị Đỗ Thùy Duyên ở bên Úc. Đỗ Thùy Duyên. Đỗ Thùy Duyên. Đỗ Thùy Duyên. Vì vậy tại được biết. Dì ra không nhớ cảm ơn mấy cô. Dạ. Đỗ Thùy Duyên là cảm ơn nha. Cảm ơn mấy cô. Cảm ơn cô. Dạ. Ờ thôi chúc cô dì dưỡng thật nhiều sức khỏe nha. Chúc chị mau lành bệnh. Ờ cường đường qua rồi. Dạ. Đi thương cực. Rồi. Mình chào ạ. Rồi xin chào bà con. Trời ơi cậu hai. Cậu hai chuyển qua đây lâu chưa? Nửa tháng rồi. Nửa tháng rồi hả? Trời ơi. Người nhà trọ này bao nhiêu? Một tháng bao nhiêu? Có rồi. Hả? Có rồi. Tám. 800.000 hả? Rồi qua đây sao? Thấy mát mẻ hơn bên kia không? Rồi mở hai đâu? Không bệnh. Rồi cậu hai sao? Sức khỏe người mấy bên này sao? Ổn không? Cũng vậy. Cũng vậy à? Ủa cậu hai bị liệt bên trái hả? Tay trái chân trái, tay biến tay trái chân trái. Còn dì Năm thì bên phải. Ồ.
Rồi ăn uống được không? Ít lắm. Ăn ít lắm hả? Nhúm về chén vậy hả? Rồi đi vệ sinh này kia là tự đi được không? Được. Vệ sinh này kia thì được bình thường à. Chỉ có không nấu cơm được thôi. Rồi thôi hỏi thăm cậu vậy cậu thôi, nay cũng có quà nè. Nay có mẹ của chị Đỗ Thùy Duyên ở bên Úc á, có gửi cho cô Hai 1 triệu. Giờ con đại diện mẹ của chị gửi cho cậu Hai 1 triệu nè. Cậu Hai nói ít lời với lại Mạnh Thằng Quân đi. Tôi là Trần Xuân Hòa, bị tai biến này 6 năm rồi. Nhờ sự tài trợ của các Mạnh Thằng Quân, tôi xin rất cảm ơn nhiều. Những nhà tài trợ ở Việt Kiều ở nước ngoài giúp đỡ thì tôi được một số lời rất cảm ơn. Thì chúc các hội từ thiện ở nước ngoài dồi dào sức khỏe, ăn ngon thịnh vượng và an hoa phát lộc. Xin trân trọng cảm ơn. Thôi giờ cậu trực tiếp đi, có nghĩa là giờ cảm ơn mẹ của chị Đỗ Thị Duyên đi. Xin cảm ơn mẹ Đỗ Thị chị Kỳ Duyên rất trân trọng cảm ơn rất nhiều. Rồi. Thành thật cảm ơn rất nhiều. Dạ dạ. Cậu Hai bị tai biến nói chuyện nó cũng không có rõ lắm cô bác anh chị, cũng tựa tựa giống như dì Sáu vậy đó. Đó dì Năm nãy cũng vậy. Dạ. Nên là bà con cô bác mình thông cảm nha. Thôi nhờ thay mặt cậu Hai, Phú xin chân thành cảm ơn mẹ của chị Đỗ Thị Duyên ở bên Úc là có tấm lòng giúp đỡ cho cậu Hai 1 triệu. Xin chân thành cảm ơn mẹ chị rất nhiều. Chúc mẹ chị và gia đình thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài. Cái này 4 người khiêng vô nổi không chú? 4 người khiêng vô trọng nổi không? Tới đâu lận? Đây đây vô phải chừng cái đường ra nó chục mét đường. Đi dạ. Đường ra nó từ từ vô. Bố không có chiếc xe mà. Thế nào? Bố không có chiếc xe mà sao mà giờ ta không có cho đi. Đủ đất giờ người ta không có cho xe 35 vô nữa. Không có. Lùa 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 xuống luôn. Lùa xuống cho đứng luôn á. À xuống rồi xuống. Rồi nắm. Đang lùa biết mốt. Lùa miếng mốt lùa cái kia. Lùa miếng mốt đi. Lùa luôn miếng mốt á. Anh lùa luôn miếng mốt á anh. Kìa ba ổng vậy kìa. Đây ba cũng mới vừa về tới nè, sẵn có chiếc xe ba. Giờ mình ké vô cái này cái tủ luôn. Này nghe hiệu quá tủ. Giờ giờ mình sẽ đẩy cái tủ vô từ từ, mình không có dám chạy. Chán gì thế, chẳng nhận thấy chán thôi. Té nó chết đó nè. Rồi, để đây là được rồi. Rồi, hãy xuống đi. Quá đẹp cái tủ luôn. 3 triệu 7 mà bà cô bớt được 100 ngàn. Còn 3 triệu 6, chú có 40 ngàn không? À. Nè, 1 triệu nè. 2 triệu. 3 triệu, 4 triệu. 4 triệu, 4 triệu thôi là 400. 400. Rồi. Kém ai giùm. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đủ. Rồi, đủ chú nhiều giờ. Rồi, cảm ơn. Giống như con Ngân chứ gì. Này bằng bê luôn phải không à? Văn ép. Văn ép. Mày thấy đẹp không? Được không? Đẹp, tủ này đẹp nè, đựng ngã này rộng rãi nè. Cái này của chị Đỗ Thùy Duyên tặng cho mẹ đó. Bên đây là... Nè, bên đây mình treo quần áo nè. Còn bên đây là mình... để đồ. Đó được máy học nè. Đó. Đây, đó, máy học rồi dán mấy mấy người đẩy vô à? Hay à. Nặng dữ không? Cái này nói chung là nó bằng dán ép. Rồi trước khi vô dùng cơm thì giờ chị Đỗ Thị Duyên các bạn có mua cho mẹ cái tủ quần áo nè mẹ. Tủ này thì sớm giờ Phú mua 3 triệu 6 của anh chị, bữa 3 triệu 7 nhưng mà cô bớt được thêm được 100 ngàn. Thì giờ mẹ cảm ơn chị mẹ. Nói chung là bữa giờ là chị Đỗ Thị Duyên giúp đỡ cho mình rất là nhiều. Đó, mẹ của chị Đỗ Thị Duyên á. Cô cảm ơn cô Đỗ Thị Duyên nhiều nha. Hôm nay cũng giúp đỡ cho cô nhiều lắm. Giờ mua tặng cho cô cái tủ. Cô rất mừng. Cô cảm ơn cô Đỗ Thị Duyên nhiều. Chúc cô được dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn nha cô. Cảm ơn cô. Sẵn đây thì nhiều. Em cũng xin phép nói với chị với lại bác với lại là khán giả luôn là bữa giờ thì chị cũng có gửi về mua chiếc xe 50 cho mẹ là 5 triệu là chiếc xe bù. Mà bữa giờ là thợ bên kia mẹ là cái ông người bán xe là
trong giờ vào cái người mà ráp, mà cái người ráp bữa giờ là người ta ráp chưa có xong à. Hẹn bữa giờ tính ra là một tuần 10 ngày rồi à. À, thì bây giờ con mới liên hệ được một cái người khác ở gần nhà à. À, thì anh hẹn là 3 ngày à. 3 ngày thì hy vọng là ha, nếu mà tranh thủ sớm thì con sẽ đưa cho mẹ xong lên phim luôn ừ. Chứ bữa giờ thì cũng ha, thật sự Phúc rất là ngại các anh chị, tưởng đâu là hứa 3 ngày có mà cuối cùng là bữa giờ là một tuần 10 bữa nay rồi, mà cuối cùng là hỏi cái ông ha, bán xe ông nói ông ngại quá trời luôn, ông nói ha, giờ chưa có giờ cũng không dám hứa à. Mà lúc ban đầu thì là hỏi là có vậy ừ. Mà giờ con đi hỏi chú bác rồi thì nó giống y chang là chiếc xe của mẹ luôn ừ. Nhưng mà là người ta cũng ráp lại này kia đó, thì mẹ cũng gán vài bữa đó ngang, vài bữa nó có là có gì hết rồi cũng làm chiếc xe bồ đem qua cho mẹ luôn. Rồi chào bà con cô bác nha à, hôm nay Phú Duyên Thí nó qua nó đi chợ nè, nó mua hến nè, này nhiêu nữa ký con? Này 60 ngàn á mẹ. À, rẻ ha, 60 ngàn rẻ. Này hôm nay là hến kho à, mở với xả nha, còn à, hành phi hến này nè cho nó thơm, nó bán mùi tanh nha quý vị. Rồi mình mới nấu canh rau tọc tàn, mướp với rau dền, rau mồng tơi nè. Còn thấy nó mua này tới thơm nè, đừng lát dạng lai xét nè, chuối chú cao mẵng nè nha. Rồi nãy nấu cơm củi nè, có chắc nước cơm, đừng ăn khoái ăn nước cơm á quý vị. Nhớ hồi xưa mình ăn cơm nước cơm á, tại vì cái bếp làm sao là anh Phú chuẩn bị xây á bà con cô bác, thành ra là giờ đi vô cái bếp ga nấu đỡ này, nấu bếp ga đỡ rồi, nó đang đổ đan á, ít bữa cho nó cứng với nó xây mấy cái tàu á, rồi mới ra ngoài mới nấu nè quý vị. Rồi giờ mời quý vị theo dõi tụi tôi nấu nha. Giờ mẹ kho đi con nấu canh luôn nha mẹ. Ừ, sáng con mua nửa ký nè, giờ mình kho nhiều đi, con lấy mấy con nấu canh. Thấy sáng có đi chợ mua mỡ nè quý vị, bây giờ mình chế vô, tụi mình phi củ hành ba hến nha quý vị. Cái đó xả nè, còn củ hành con phi bên đây. Ờ à. Sáng con mua như đó 10 ngàn, về tháng kho cho nó béo. Lâu lắm rồi không có ăn món này. Hến kho thì mình ăn với rau tập tàn ngon lắm. Nhớ hồi xưa bà ngoại bà còn sống á ha, bà kho hến ăn trong cái nồi đất đó quý vị. Trời ơi, bà kho ăn là đặc sắc luôn. Bởi ông ngoại, ông mê bà ngoại là cái nước nấu ăn á, rồi cho nên mẹ mới học. Mẹ mới học mà nơi ở bà ngoại nè. Đó, giờ mình học bà ngoại, bởi vì ở nhà mấy dì rồi với mẹ rồi làm đồ ăn giống bà ngoại, ăn ngon lắm. Hồi đó đâu có dạy đâu, thấy làm lại dòm, giờ mấy đứa này kêu lại dạy nó cũng thèm, nó cũng thèm dòm nó nữa. Bây giờ đó hả ơi, ngồi bà nấu là ngồi nhìn nó nha, đừng mà bắt chước. Cái này mình nấu canh nấu ít thôi, nấu vài con cho nó hơi ngọt ngọt thôi, cộng như à, đúng rồi. Để mình kho. Nếu mà kho nãy quên lấy cái nồi đất, kho nồi đất ngon. Kho nó rút vô, trời ơi, nó cứng ngon lắm. Hết này hến bự 120 này chứ nhỏ nhỏ. Không, nếu mà nửa ký mà 60 ngàn rẻ con, trời ơi, xúc biết bao nhiêu hến mới luộc được nhiêu ruột đó không? Cực lắm đó nha. Ta đi cào bắt được con hến ăn. Mà cái gì cũng có cái cực của người ta mới được có con hến mình làm tới miệng mình ăn. Hến nó thơm mà cái gì cho nước. Tại vì cái nghề xông nước là mẹ gành dữ lắm, tôi sống mười mấy năm về xông nước. Nuôi tụi bay tới lớn rồi, nghề xông nước rồi đó, ba bên chài á. Bán cá đồ hả? Về cái lên có tôm, có tép, có bóng dừa, cái mẹ mới bưng đi về dài, dài sớm tông bán. Bán về mua gạo, mua thóc, tiền này kia cái nọ rồi. Đi xả nó vàng nha quý vị. Vàng giờ mình bỏ hến vô. 60 ngàn hến rẻ lắm nha quý vị, cả đống luôn vậy nè. Không biết bao nhiêu ngàn con hến không? Cái này nếu mà mình đi bắt thì bắt như con buổi trời. Ta có cái vợt rồi, cực lắm. Ta có chiếc ghe, có cái vợt, ta đi cào. Con nhớ hồi đó cha con ngay chỗ cái bến ở dưới nhà cũ á mà. Ừ. Là cha con có cái đồ cào bự vậy nè. Như cái đồ mà đựng tôm có đồ cào, đúng cào vô. Là khuya là bắt đầu là nấu hết cho bà ngoại con đi bán à. Mà đó bán trong tôi cái chén này như cũng à, đó là bán mà cái chén không à. Giờ cân ký lô chứ xưa bán cái chén. Ông như chén bán mà xưa bà ngoại con bán đắt chứ. Hến ngon. Hến á mà mình biết cách làm ăn rất là ngon nha. Và hến nó ăn rất là bổ nha quý vị. Mà người ta nói á, ông bà người ta nói năm nào mà hến nhiều á là năm đó nó dân khổ lắm nha. Hến mà nó được nhiều á là năm đó dân khổ. Rồi đó cái gạch gì mình với này nè, cái nước cạn á, mẹ xuống xuống dưới mẹ lấy gỗ xúc á, mẹ cũng cào hến lên cái mình luộc bắt nước lên, lấy vừa sôi bùng cái mình bỏ từ nắm hến lên cái nó nổi. Hình như nhiều người ta bỏ cái gì, bỏ phèn đúng không mẹ? Đúng rồi, bỏ phèn cái chiên cho nó trắng hết phải không? Có nhiều người bỏ phèn, có nhiều người thì bỏ muối.
Dạ. Bỏ muối thì con hến nó không được cắn. Bỏ phèn á luộc bởi hến nó chắc tươi rồi. Xả rồi mình bỏ đường nha, rồi bỏ nước mắm nha, bỏ bột ngọt nha, coi cho nó cạn, rút từ này mình có mỡ nè quý vị. Còn lá cạn mình chế mỡ thêm cái nó bóng vợ nó ngon lắm, nó rút vô con hến á, ăn rất là béo. Canh này thì cũng nhanh lắm, chín hến nó cũng chín là giờ nước nó sâu lên cái đầu mình cho rau vô là mình nhắc xuống được rồi. Hến là hai cách nha quý vị. Một là kho xả với nước mắm là kho khô, còn hai nữa là kho xả nước cốt dừa nha. Mà tôi thích ăn nước cốt dừa, mà nay làm biến nào dừa quá. Nay kho vậy đi trưa quá rồi. Bữa nào kêu nó mua cái kho dừa, cái cạn rồi cái mình dán nước cốt á, cái mình chế vô trời ơi, chấm rau ăn nó ngon bà cố ơi. Ừ nó ngon lắm. Ở mấy con ve này qua đây nó kêu dữ vậy hả mẹ? Ừ, đó có người ta kêu bằng con ve núi á. Vậy hả? Nó kêu nghe mình sợ luôn á. Kêu rân trời đất hết trơn. Chứ cái con ve dừa mình ngày xưa đâu kêu dữ vậy hả ta? Nghe mình nó kêu nghe hay lắm, nghe như là mùa. Đúng rồi, con ve này, ve này ve núi đúng rồi. Này ve núi nè. Ve núi ve núi. Nó bay về á. Đúng rồi. Ve này dễ thương con ve này kia. Con ve kia nó kêu nghe mà cái cuộc sống mình nó thanh nhàn lắm. Con ve này nó kêu sao nghe mắc mệt ghê luôn á. Cái con gì mà kêu lớn tiếng dữ vậy ta? Nó kêu còn ban đêm nó kêu thấy sợ luôn. Chiều 5-6 giờ là nó cũng kêu nữa. Con ve của mình á là nó kêu chắc trưa. Tối nó ngủ còn con ve núi ban đêm ban ngày gì nó cũng kêu. Trời ơi nó kêu vậy mình sao mà ở sát bên chịu nổi trời. Ôi, nó rần kêu cái lỗ tai luôn. 60 ngàn người ta xúc cực khổ ha. Hến này mình phải kho cho nó khô luôn phải không mẹ? Kho cho nó cạn luôn nó mới ngon, nó mới cứng còn hến ăn nó mới rất là ngon. Nó cầm với hến là nó ngọt mà nó mát. Mùa này là phải ăn canh mà phải canh tập tàn gì nè. Hồi xưa người ta mỗi lần người ta luộc hến người ta lấy nước hến đó người ta nấu canh. Gì nấu cháo hả mẹ? Ủa dữ lắm luôn. Ta nấu bánh canh hoặc là nấu cháo. Bữa nào mà giờ hết kiểu mà hến vỏ đi chợ hiếm lắm không có gặp. Có còn tại con biết chỗ mua. Đây hến nó cạn này nha quý vị, kho khô nó cạn này nha. Nó cạn rồi cái giờ mình còn tóp mỡ với miếng mỡ mình chế vô cho nó béo nha quý vị. Đây nè tóp mỡ nè. Chế vô hết đi. Chứ để rồi cũng không ai ăn bỏ uổng. Canh nó cũng sôi rồi. Giờ cái mình cho rau vô cho mút vô. Cái này có mồng tơ với giờ nè, nó thơm lắm. Quá ngon quý vị. Thôi chúng con cái mình bỏ tóp mỡ rồi vô ha. Cái này mà ăn mưa là ngon dữ luôn nè. Nhất là tầm mưa á. Mưa xuống thì mình ăn cơm gì cũng ngon á. Hôm nay ăn cái khô cua quẹt cũng ngon đó mà. Ngộ ha. Tại nắng quá mình ăn mỏi. Cho thơm cho chừng nào nghe mùi thơm á nhắc xuống. Rồi, mời bà con cô bác dùng cơm nha. Rồi mời cả nhà dùng cơm luôn. Mời cả nhà dùng cơm nha. Mời cả nhà dùng cơm, mời ba mẹ dùng cơm. Hến cô cơm luôn. Quý vị ơi. Mời ba mẹ ăn cơm luôn. Hà dạo tới không? Ăn canh hay gì? Hến tức. Dạ. Cái em đồ này cho dễ hết. Hến thì hú mình gà ăn được vì không có xương á. Ăn được phải không? Con gì mà có xương là không bao giờ chú gà ăn. Chú gà sợ mất cổ. Có thơm quá ha. Có mỡ. Ừ. Có mỡ ngon. Không có mỡ là mình múc ra thấy dầu dừa nó không thơm. Thơm mà có mỡ gì nữa. Bà nấu có canh đua. Mỡ vậy thấu luôn. Ngon, ngon. Con thử con ha. Trời món ngon. Thôi cái dừa ăn á. Ăn hết nhả mát. Có canh nữa lùa cho mẹ. Cái này nấu canh ăn mát lắm. Món ăn dân dã hồi xưa tới giờ. Hến là dễ ăn. Bữa nào xào cái củ bánh tráng đó mẹ. Củ bánh tráng ngon. Ủa người ta cào hơi gì nữa. Tây cào. Còn hến. Hồi cơ hến mà không có ghe. Ngày đó là ai cũng đi mà hến đó. Ở bên Ba Lai á, hến nhiều lắm. Trong Ba Lai á. Vì năm nay nó không có cạn nữa. Chú ở cạn có cái ghe đi mà hến nặng. Mình không biết mật dạ hến là mình xúc ra được bao nhiêu ký hến á. Ha. Mấy người tao quen tao biết. Ký 2 ký gì. Nên cái gỗ mới cào hay sao mà. Cái này hình như con nghe nói là 10 ký ruột mới được. Ê mình cứ 10 ký vỏ mới được ký ruột á. Đúng rồi. Tại vì vỏ không à. Nó trong cái ruột nó bao lớn rồi, nhỏ mà. Cái này ở An Giang á là người ta phơi nắng, người ta trộn với ớt bán á. Hến bự kìa. Hến bự rồi trộn với ớt ăn ngon lắm.
hình như là hết một nắng này vậy. Cộng hết nó bán. Rồi cái mỡ cũng vẫn ngon dễ sợ. Vô vô thơm mà. Mỡ được. Ngon vậy. Kho vậy là ăn ngon lắm rồi quý vị, theo các kiểu như tôi được kho vậy là ăn là nhất thứ bà hai luôn nha, ăn hồi hết chảo luôn. Mà bỏ cơm vô chảo tổng luôn. Đây ba. Đây bây giờ rửa chén này. Vì mình cũng phải biết cách kho với mình chế nước mắm đồ bột ngọt được cho vừa đủ lượng, vừa lượng thôi. Chứ mình lỡ tay mình làm cái gì nhiều quá là ăn cũng không có ngon. Phải canh. Không ngon. Cái này phải lấy muỗng mà chút vậy thôi chứ không có lấy đũa được. Không có lấy đũa mà cho múc được. Này ngon nè. Chà món hến này đắt dữ rồi ha. Chút cái nửa chén đi. Lâu cả món rồi. Canh nó lua lẹ lắm. Lâu cả món rồi nó ngon. Canh nữa rồi. Cái này ăn ngon hơn thịt nữa. Thịt này ăn nó còn cứng hơn, còn này ăn dễ ăn. Sao? Xin chào bà con cô bác buổi trưa. Bữa thì ăn ngay giờ ngọ, bữa thì ăn sau ngọ. Buồn hết cái gì mình xúc vậy rồi bà con bác cái buồn mở đó cái thắng thắng cái muỗng xúc vậy nè đó nè làm gì cho ăn chứ ăn rồi xin mời bà con cô bác nha múc cho mẹ ăn chén rồi đi đang dạo mấy mà đây này hết là cơm luôn ha hết nó béo béo này hết là cơm luôn cái mỡ nó giòn giòn ha. Ngon ba có tép mỡ vậy. Thôi em có tép mỡ mới bự nè. Bự. Nè. Là ba đánh tưới nè, tưới là cũng ngon. Ngon, tưới. Nó lật tưới vô, đó. Ăn tưới vô cũng ngon. À hến ăn với chuối. Hến ăn tưới là mới ngon. Rồi hến ăn với canh cũng ngon. Cái xoài với mặn ăn với nước cơm cũng ngon, rồi mình ăn với trái thơm cũng ngon. Đây nè, đó có thơm sẵn nè. 25 ngàn. Ai ăn muốn gì ăn. Thơm ngọt. Rồi vậy kho bỏ hến vô nó ngọt ha. Nó ngọt. Ủa canh đó. Vậy hến muối nè, muối nè. Muối là muối hột à. Ngọt tắm ngon. Hến thơm ăn cái ngọt chứ. Ăn túng cái bắp mỡ giòn giòn béo béo ngon ha. Mà tới nhẹ thơm nè. Nếu hồi xưa ông ngoại á, ông thích ăn cơm với chuối vậy lắm ông ngoại á. Mình thấy thơm hả vậy? Thơm, ngọt không? Nãy biết ngon mua bịch bự rồi, đâu có biết ngọt không? Ngọt rồi. Bịch chỉ có 25 nè. Ngọt thơm ngọt. Ngon. Ngọt nghe. Thơm nó thơm thái vậy. Thái nó giòn giòn. Ngọt đúng không? Nó ngọt. Thơm thái. Đừng mua ham mua mà thơm thái bực chán chua lè. Đúng rồi. Chua lè béo. Bỏ gì nói thì có gió. Mua ở đường là Nguyễn Huệ rồi, cái chị này cũng người Bắc vậy á. Chuyển đâu về nữa. Ngọt ghê, có muối ngon. Ăn mất cái cành dục cho mát. Rồi mời cái nhà đi vào chú nha. Sao bỏ cái lá bình bát mà nấu canh là không thấy luôn nè. Mày biết cái lá bình bát không? Biết. Nè, nó vậy nè mà sao bỏ không có. Ở bên này người ta hái là bán nhất. Mà bên con không có luôn. Lá bình bát là biết không? Nó mặn cũng ngoài vườn này nè, trong cái lá này kia luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Nó dại, nó dại. Mà ở bên nó có một cọng luôn á. Thứ mưa ngày về chứ trời nắng chết hết rồi. Thiếu gì? Ít có. Trời ơi, bữa mẹ qua bên Tú Điền mẹ làm củi lắm. Tao với ba mày đi mừng à. Thì cái chừng mấy ngàn cái mà trà bông vàng mà vô y như cái đám rừng luôn vậy mà hai người làm không? Không có mướn một người nào phải tin không? Năm là một năm trời. Một mẫu vườn mà trà bông vàng ha. Nhìn vô là y như rừng mà nó mọc. À dùng sớm nha. Rồi mời bà già, cái này dùng trái thơm mà, thơm này Phú đó mua ở đâu là ngon ngọt. Thơm thái mà, thơm thái. Thơm thái ghê luôn. Nó ghê không? Xin mời cái nhà dùng thơm. Bà con cô bác ăn thơm thái. Quý vị ơi. Nhỏ nhỏ mà nó ngọt ha. Rất là ngon. Nó ngọt nó thơm dưới trời. Thơm. Nào giờ chưa ăn luôn á. Nó ngọt hết rồi. Cái trái nó nhỏ nhỏ mà nó không có bự. Cái thơm mình ở đây trái bự có trái ngọt nha, mà có trái chua. Ngọt. Có trái cũng ngọt lắm mà có trái tợ trẻ ăn là con đi mua thử trái mà 1 kg là 35 ngàn. Con mua trái đó gần 70 ngàn mà vậy mày biết không? Không có một mình nó chua trời ăn không được. Con phải ướp đường rồi con bỏ cái lạnh á. Làm dữ lắm con ơi. Ủa, giờ con ướp đường cỡ nào ăn cũng không ngon. Cái này là trái thơm chứ phải trái khóm không ta? Không thơm luôn nữa. Trái thơm. Thơm, thơm, thơm hàng chi nó ngọt phải rồi. Thơm. Thơm á là cái da ngoài nó lắng lình nè. Đúng rồi, đúng rồi. Còn trái khóm là cái da nó sần sùi.
Còn bơ cái trái khóm này con gờ nó không có bị đâm, mà trái khóm là nó bị đâm. Này phải biết ngon. Tại vì người Bắc á, người ta nói trái khóm là trái thơm. Trái thơm. Thơm. Còn người miền Nam mình nói trái thơm là trái thơm, mà trái khóm nó là trái khóm. Người miền Nam mình nói là đúng đúng từ dữ lắm. Hả, trái thơm là trái thơm, mà trái khóm là trái khóm. Còn trái đào là trái đào, mà trái điều là trái điều. Ở ngoài miền ngoài thì người ta trái đào kêu trái điều. Điều mà điều lũng hổ ở đây là gọi là trái đào. Thì đó. Không phải là kêu trái gọi là trái đào. Ờ, đó là gọi là trái đào. Còn trái điều là khác. Điều là điều đỏ đỏ phố ở gần nhà ngoại á. Thì đó, đó là trái điều. Rồi, tự nhiên cái trái đào mà kêu trái điều. Cho nên là hồi nãy cái này là chị này là chị người Bắc. Chị bán là con tưởng đâu là chị nói là trái thơm mà con là trái khóm mà. Giờ suy nghĩ kỹ lại, đúng là như là trái thơm. Đúng thật sự là trái thơm nó mới ngọt như vậy. Quá ngọt thơm. Quá ngon luôn. Trái khóm nó đâu ngọt. Thơm vậy mình ăn ghiền á, chứ mà chua cái là hơi. Còn mà cái thơm của mình ở đây là nó rất là ngọt, nó chín nó ngọt như đường vậy. Ngọt. Rất là ngọt. Chỉ mà trầm nhiệt tùy theo dùng đó nha, chứ không phải là dùng nào cũng ngọt nha. Ở bên ông bà ông trồng khóm mà ngọt ghê, năm nay lâu quá mẹ qua ông ba chơi phút. Để bữa nào bữa nào quẩn rồi mà kè mà ông ba với bà ba mất rồi cũng buồn á, có giờ thăm qua thăm mấy cô mẹ. Lâu quá không có điều bển chơi. Rồi thì bữa cơm hôm nay khá là đơn giản cả nhà. Hến khoai xả ớt mà ăn ngon cực kỳ luôn. Với lại mình có đường tu canh tập tàng nè. Cảm ơn cả nhà đã bỏ thời gian quý báu ra để xem hết video nha. Bây giờ thì xin chào tạm biệt. Chào tạm biệt.